kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân nếu được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở sẽ hạn chế khiếu nại vượt cấp kéo dài. Để thực hiện hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại của công dân, vai trò của đội ngũ cán bộ ở cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công dân này đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đầu Tú, huyện Tam Dương đề nghị giải quyết chế độ đối với cán bộ làm công tác Hội Thanh niên xung phong. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đầu Tú đã lắng nghe, trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền và tận tình hướng dẫn công dân trình tự, thủ tục đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Với cái quan điểm là lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân trong lĩnh vực phản ánh đến cơ quan hành chính nhà nước, để không riêng gì những cái vấn đề về phản ánh đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của nhân dân cũng như là cái thủ tục hành chính thì cũng đều được ủy ban thường trực ủy ban tôi là tiếp thu và giải quyết với cái tinh thần cầu thị để mà lắng nghe giải quyết thấu đáo những cái ý kiến kiến nghị phản ánh của nhân dân. Tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, từ đầu năm đến nay, chính quyền địa phương nhận được trên 10 kiến nghị phản ánh của công dân, chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai. Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời phân loại, giải quyết thấu đáo các kiến nghị của công dân, nên từ đầu năm đến nay không xảy ra khiếu nại đông người vượt cấp. Trên địa bàn xã rộng nên là trong cái lĩnh vực tiếp công dân là thường xuyên để giải quyết các cái mâu thuẫn của dưới cơ sở, thì trong đó tập trung vào các cái vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hòa giải đất đai và một số những cái tranh chấp mốc giới. Thế thì địa phương cũng đã tiếp công dân và làm tốt công tác tư tưởng và cũng giải quyết cái công tác hòa giải giữa các hộ dân liền kề. Thì qua đó từ đầu năm đến giờ thì địa phương giải quyết rất tốt, nên là dẫn đến là tình hình an ninh chính trị tại địa phương luôn luôn ổn định, không có cái hiện tượng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện lên cấp trên và kéo dài. Trong 9 tháng năm 2024, số lượt công dân đến các cơ quan nhà nước kiến nghị, phản ánh, số đơn thư khiếu nại giảm hơn so với cùng kỳ. Đặc biệt, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết. Kết quả tích cực đó thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở là đội ngũ gần dân nhất, hàng ngày tiếp xúc với nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.